mùi thuốc lá. Các thủ trưởng lui lại sau. Đằng trước có thám báo, để tôi tiếp cận xem sao. Lính lôi hổ, có thể còn một vài tên nữa cảnh giới. Bọn chúng thường đi 3 đến 5 tên. Hai cái dây cò đã đi còn. Không nổ súng. Bọn cảnh giới mà bắn trả, mình không tránh khỏi thương vong. Cậu yểm trợ nhá. Mình hạ thằng cảnh giới rồi bắt sống tụi nó. Đồng bệnh nó bắn nát sổ. Đơn vị nào? Đại đội Lôi Hổ. Tiểu đoàn nhảy dù tại Đà Nẵng. Tưởng lính Lôi Hổ tụi mày thiện chiến lắm. Đã tới cung đường mới, đơn vị bạn sẽ ra đón. Tụi em phải quay lại. Cảm ơn các cậu. Nghĩa, yeah. Mình có một thằng con trai đang ở trong này. Chạc tuổi cậu. Nó có cô bạn gái làm y tá. Thế hả thủ trưởng? Nó tên Đức, còn bạn nó tên Mai. Cả hai đứa chúng nó mới vào chiến trường một lượt. Thủ trưởng, có phải thủ trưởng ở Kiêu Kỳ? Đúng rồi. Em ở dưới Văn Giang. Mai là em gái của em.
Chỉ có một con gì cậu đi lẻ, đừng để nó thoát. Tôi vào là để cảm nhận thực sự hơi thở nhịp sống chiến trường, để có tầm nhìn chiến lược,
có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Ông có yêu cầu cụ thể gì trong công tác hậu cần, khó khăn gì muốn chia sẻ, xin cứ nói thẳng. Chúng tôi cần súng đạn, đặc biệt là hỏa lực, rồi lương thực, thuốc men. Mời các thủ trưởng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là xăng dầu. Tôi đã hứa với ông, tôi sẽ lo cho B2 đầy đủ để chúng ta đánh lớn. Tôi hiểu. Ông muốn đánh giá mức độ thực tế của chiến trường nên mới điều chiến này. Vậy bao giờ thì lời hứa của ông mới thành hiện thực? Khi tôi đang nói ở đây, việc xây dựng đường ống cũng đã bước sang một giai đoạn mới. Bộ đội đường ống làm việc trong mọi thời tiết, không quản đèo cao suối sâu. Chúng tôi đã hoàn thiện một hệ thống đường ống xăng dầu từ Lạng Sơn, Quảng Ninh, xuyên qua các tỉnh phía Bắc, chạy sâu vào phía Nam. Ông sẽ ngạc nhiên đấy. Mùa khô tới, đường ống sẽ chạy đến đây. Xăng dầu miền Bắc sẽ chảy tới tận Bù Gia Mập, thậm chí còn xa hơn nữa. Ông nhắm làm nổi không? Chiến trường đâu, xăng sẽ chảy tới đó. Có xăng là có đánh lớn. Tăng và cơ giới của tôi sẽ đánh xuống tận Sài Gòn cho ông coi. Sao anh ra Bắc? Anh được điều ra làm nhiệm vụ mới. Có gì bí mật không? Ra tập huấn kỹ thuật làm đường ống dẫn dầu. Ra viện, em được nghỉ phép. Mình gặp nhau ngoài Bắc anh nhé. Vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ có thêm một nhiệm vụ mới ngoài đó. Việc gì vậy? Nói em biết được không? Trời hôm nay đẹp quá bà nhỉ. Hôm nay nắng đẹp quá. Ngày nào chúng nó chẳng đánh, không đánh ở chỗ mình thì chúng nó đánh không khác. Lâu lắm làng mình mới có đám cưới đấy thôi. Ui là không phải thế thôi. Ê Hùng, đừng qua ban của chú. Vâng mà.
5.000 km đường ống và hàng trăm kho xăng dầu dọc theo cả hai phía Đông và Tây Trường Sơn là nguồn sức mạnh đảm bảo cho các loại xe cơ giới hoạt động suốt thời kỳ chống Mỹ. Chiến lược hậu cần này có tính chất quyết định cho những trận đánh quy mô lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nghĩa vẫn làm giao liên trên cung đường ác liệt đó. Kinh nghiệm và bản lĩnh của anh là biểu tượng cho sự hy sinh chiến đấu quên mình cho Tổ quốc của một người lính. Giống như hàng vạn liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Hà nằm lại Trường Sơn. Thỉnh thoảng trên đường công tác, Nghĩa ghé thăm cô. Tướng Dinh vẫn miệt mài tháng năm theo chiến cuộc. Tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên Trường Sơn mà ông là tác giả đã mở ra một giai đoạn mới với những trận đánh lớn, nhiều binh chủng phối hợp làm thay đổi cục diện chiến trường. Thời kỳ chiến tranh du kích đã hết, quân giải phóng bắt đầu chủ động phản công ở mọi mặt trận. Nhìn đoàn quân trùng trùng tiến về phía Nam, có bao nhiêu người sẽ không bao giờ quay trở lại. Là một vị tướng, cùng với cuộc chiến tranh dài, với ông còn nhiều toan lo. Quê anh đẹp không anh Tân? Mình ở ngoại thành Hà Nội. Mọi người không kịp đi sơ tán, bom nó bỏ, chẳng còn ai cả. Chỉ còn mỗi bà ngoại. Lâu rồi anh có nhận được thư của bà không? Bà ngoại lòa lắm rồi, lại không biết chữ. Nhận được thư phải có người đọc cho. Chẳng biết có chờ được ngày nước nhà thống nhất.
khu rừng đó chết. Mọi thứ kinh tởm quá. Đừng có run. Lũ mọi chó chết. Mày không sao chứ? Thank you.
ổn không ba? Mệt. Thấy rã rời. Cần trợ tim, có thuốc trợ tim không? Không có thiếu gì à? Lạnh, tao thấy lạnh quá. Ba, thấy tao không? Ba, nói vậy mà tao xin lỗi ba, tao dối ba làm nhiều. Lạy Chúa, xin người hãy tha thứ cho những tội lỗi mà Phêrô Nguyễn Văn Ba từng phạm phải. Đi qua. Ba, đừng có dỗi mà ba. Này ba, đừng có chết. Ba, tỉnh lại đi mà. Đại bàng gọi thiên lôi, đại bàng gọi thiên lôi, sấm sét đổi trung tâm, over. Thiên lôi nghe rõ, over. Sấm sét xuất hiện, over. Các cần gọi thiên lôi, các cần gọi thiên lôi, over. Các cần gọi thiên lôi, các cần gọi thiên lôi, over. Báo cho các thi đội trưởng bị di chuyển. Chúng ta sẽ tấn công ngay khi kết thúc đợt quanh tạc. Sống tụi nó.
không cử động. Đưa tay lên, đưa cao tay lên, thằng nào nhúc nhích bắn bỏ. Bình tĩnh. Thủ pháo hả? Má mày, không nghe tao hỏi à? Thằng kia, bỏ súng xuống. Oh my God! Fuck! Bỏ xuống xuống! Ta sẽ đục một lỗ trước mặt thằng này ngay, nếu chúng mày định trở cho gì? Bỏ xuống xuống! Anh bị à? Phần mềm chút thôi. Được rồi Hoskins, mày sẽ không sao đâu. Tao đảm bảo đó Hoskins. Fuck you! Come here! Come here! Bình tĩnh nào Hoskins. Mày là chỉ huy ở đây kia mà.